Chào mừng các khán giả của làng Phủi Thủ Đô đã trở lại với ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng đá hạng nhì VietFootball năm 2020. Chúng ta đang có những hình ảnh cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Những hình ảnh sẽ phán quyết cả giai đoạn vòng bảng. Màn đối đầu trong khuôn khổ bảng B với sự hiện diện của 4 đội bóng gồm ACG Plus, HTT, Tân Kỳ và Eco Park. Đánh đầu nguy hiểm, 1-0 cho các cầu thủ ACG. Tình huống đá nối rất nhanh. Pha lập công của Vũ Hữu Tiến. Tình huống đánh đầu chiến thuật của Thế Chiến. Và Hữu Tiến đã không từ chối món quà của người đồng đội. Pha bóng dài khá tốt. Nhưng thủ môn Anh Tún. Tiếp tục là pha lên bóng của HTT Hữu Việt. Dứt điểm. Cú sút tốt. Ngọc Toàn đã không thể bắt dính bóng. Trong trận thắng trước Tân Kỳ thì Hữu Việt vào sân từ hiệp 2. Và chính anh là người đã kiến tạo để thắng bộ đội lập công. Cả hai cầu thủ trên hàng công của HTT đều có những cái chân trái đáng lưu tâm. Quả phạt góc cho ACG Plus. Luôn cần rất lưu ý những tình huống cố định của đội bóng này. Thắng bộ đội. Sức cản lưới tuyệt vời của thắng bộ đội. Vẫn là số 18 đưa vào. Nguy hiểm. Đã có pha đá phản. Nhưng một lần nữa dấu ấn lại phải gọi tên thắng bộ đội. Một pha bóng mà gần như một mình anh cầy nát hàng thủ đối phương từ phần sân nhà. 38 tuổi. Các hậu vệ của đối phương vẫn phải đuổi theo anh. Và thời gian thì cũng đang phải đuổi theo thắng bộ đội. Lợi thế của ACG Plus đã không còn. Sau một pha bóng mà thắng bộ đội tiếp tục chứng minh giá trị. Tiếp tục là số 18. Dứt điểm. Không vào. Lần này thì chỉ chịu thua với cột dọc mà thôi. Đã bị đau. Đây là tình huống mà thắng bộ đội có pha xử lý sở trường. Cú sút không cần phải quá lực. Nhưng độ hiểm thì gần như là mắc bình. Văn Pháp như đã nói. Văn Pháp là cầu thủ có khả năng bắn phá cực kỳ ấn tượng. HTT cần hạn chế cho số 22 có những khoảng trống như thế này. Lực rất tốt, nhưng quỹ đạo thì chưa. Đánh đầu như đã đề cập. Một lần nữa chúng ta thấy được Ngô Minh Tuấn lợi hại như thế nào trong những pha không chiến. Những gì mà khán giả cần khi xem trận đấu này rồi. Còn tính cạnh tranh của nó đơn giản là không còn nhiều khi mọi thứ đã an bài. Ngô Minh Tuấn. Cú sút hết lực của Ngô Minh Tuấn. Không biết là có hay ghim không, thể hình rất đẹp. Tình huống xử lý gọn gàng. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Cắt bóng hay. Thắng bộ đội. Đường chuyền rất sắc nét của thắng bộ đội. Thiếu chút nữa thì chúng ta đã có pha kiến tạo đẹp nhất năm. Cầu thủ mới vào sân tay người Lê Đức Anh đã không thể ghi bàn trong một tình huống mà thắng bộ đội như thể đứng ở trên khán đài và quan sát. Đây pha bóng rất nguy hiểm. Hàng thủ của HTT đã chơi xuất sắc. Thắng bộ đội rất khó. Dứt điểm không vào. Một khi đã để thắng bộ đội vượt lên thì gần như là chỉ có hít lưng mà thôi. Không có cách nào để sàng lại mặt được trong tình huống này cả. Và rất may là cú sút chéo góc của số 18 đã đi ra ngoài. Nhãn hàng CP Sport, công ty cổ phần động lực, đã đồng hành và tài trợ cho giải đấu. Quỳnh Tít, pha lấy bóng nhanh của HTT. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Tiếp tục là số 20. Rất khéo, vẫn là Phú Hưng, dứt điểm. Lần này là pha dứt điểm bằng chân phải, không phải chân thuận. Tình huống bóng bổng rất hay. Cơ hội Tạ Tuấn Anh. Làm gì đây? Dứt điểm không vào, vẫn còn. Sút tiếp và tỷ số là 2-1 cho ACG Plus. Vừa vào sân và ngay lập tức số 27 của họ, Cao Tiến Thành, đã tỏa sáng. Một pha phối hợp đẹp mắt của ACG Plus. Tuấn Anh xử lý chưa được gọn gàng cho lắm, nhưng không sao. Tiến Thành đã hoàn tất pha phối hợp tưởng như bị giang dở. Cú sút chất lượng của Tiến Thành và 2-1 cho ACG Plus. Nhà bóng,
Phúc Hưng. Phúc Hưng rất thích trưng dụng cái chân trái của mình. Hữu Việt 2-2. Hữu Việt và Quỳnh Tít cắt vào, cơ hội dứt điểm quá hiền. Phản công, thắng bộ đội, khoảng trống, quật và tỷ số là 2-2. Vòi rừng đã lên tiếng. Cuối cùng thì cũng không thể cản nổi thắng bộ đội có bàn thắng thứ 3 trong trận thứ 3 liên tiếp. Như đã nói, để thắng bộ đội quay lưng vào khung thành là rất nguy hiểm. Lần này có một chút may mắn khi bóng chạm chân hậu vệ đối phương. ACG Plus có một trận ra trò trong ngày chia tay giải, còn HTT thì vẫn bảo toàn được cách biệt và thành tích bất bại. Ở phần sân đối diện thì Eco Park đã chính thức có được vị trí thứ nhì vòng bảng với chiến thắng 1-0 trước Tân Kỳ. HTT sẽ là một ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng nhất. Tạ Tuấn Anh đi bóng rất hay, dứt điểm 3-2, tuyệt vời. Tinh thần thi đấu rất đáng khen của ACG Plus. Cú đúp của Cao Tiến Thành và sẽ là một lời chia tay ngọt ngào của đội bóng của ông bầu Lương Kiệt. Và đi bóng rất hay của Tạ Tuấn Anh, và Cao Tiến Thành thêm một lần nữa hứng lộc từ món quà của đồng đội. Dứt điểm, cú đá hơi hiền. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu, tình huống cuối cùng của vòng bảng giải bóng đá hạng nhì Việt Football năm 2020. 3-2 cho ACG Plus với một bàn của Hữu Tiến và cú đúp của Cao Tiến Thành. HTT có được hai bàn, một nhờ công của thắng bộ đội và một nhờ công của tình huống đá phản.